bao tay rồi, bao tay rồi. Anh giết bao tay rồi. Thằng cấp 15 đấy. Giết cái đệ, giết cái đệ, giết cái đệ. Bao tay, bao tay, bao tay, motherfucker. Ui, gì trâu bò ấy, bắn vào ốc chết. Vậy mà chết này nè. Vậy cũng nhìn chết. Nhìn mặt giống như là ôi thanh niên. Ôi, mất tiêu luôn rồi. Tự nhiên tôi chết luôn. À, tại tại cái em nó ghét ông. You successfully complete Meriwether secure. À, bao tì, tội quá. Ông mua chiếc Call of Land nè. Ôi, nó cho nó quậy à. Level 15 mà láo thế nha. À, level mấy cũng mua được mấy cái súng phát là chiên. À, nó định lấy xe tôi. Nó định lấy xe máy của tôi. Chứ điều lấy không được. Xe có khóa, ngồi vô bị giật rung đít luôn. Chết rồi, nó chết rồi. Mà tôi dính một sao. Dính một sao, dính một sao. Rồi, ra xe, xe. Ra xe bay. Ra xe tôi nè. À, đi. Ông dẫn đường đi, tôi đi xe. Xe máy chạy cũng lại, xe tôi luôn. Hết sao. Vô Los Santos Custom trốn mà ngon nhất. Trốn xong đi ra hết sao. Vãi. Vãi cho mũ bảo hiểm. Chúng ta lái xe hơi chứ phải đội mũ bảo hiểm đó là ba. Yeah. Đúng rồi. Ông đội mũ bảo hiểm té đập đầu vô cửa kính bể đầu. Vãi vãi té đập đầu cửa kính bể đầu. Ê cười cái nào. Nó nhìn cái này xấu quá. Bị bầm nguyên quán ngay mặt. What the fuck. À, đi gây sự rồi, đi giết vài thằng chơi là buồn rồi. Justify King. Uầy, 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 uầy. Muốn gây sự phải không? Ừ, muốn gây sự. Mấy thím này muốn gây sự. Muốn gây sự với chị. Mấy King muốn gây sự với chị hả? Má, cầm súng màu hồng luôn rồi ba. Ừ, vậy mấy man lì, hiểu không? Đàn ông là phải cầm màu hồng giống Sandro màu tím. Má thanh niên giờ manh động quá rồi. Nó chết rồi đợi nó spawn xong rồi hành nó mới được. Bắn qua bắn lại hành hạ nhỏ từ nghiệp. Chứ sao? 200 ngàn. Nó đi giết người kìa ma. Nó đi giết người kìa, motherfucker. Quá ngon. Được 300 ngàn rồi. Làm lại lên chịu. Bán hết xe. Tôi thấy cái này, tôi đang ngay ở dưới. Không, để tôi lấy cái hàng, lấy hàng ra quốc mới được. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Manager. Thank you, sir. Your specialist vehicle is now ready for you at our nearest pickup station. Nói chuyện. Cái gì cũng có thể giải quyết bằng lời nói mà. Hay giả nếu bằng lời nói chúng ta phải sử dụng cái gì đó bá đạo hơn cái lời nói. Đó là xe máy. Nó nói chuyện cho mình lâu lên cao. Ông đùa tôi đó. Ông dặn đi, nói xe đi. Đi. Nhanh. Đi lấy xe tăng, móc đi. What the fuck man. Black kêu gì vậy? What the hell. Xe tăng rồi á. Ngược lại, quẹo lại. Quẹo lại, cái ông này. Rồi, dừng trước mặt đó. Dừng lại đó. Nó lên nóc nhà luôn. Đó. Đây, móc hàng ra nói chuyện. Quất chê. Cái này được. Cái này được, tất nhiên là được rồi. Vợ là tôi bảo là ông phải bình tĩnh. Cái gì phải bình tĩnh, lái xe lại đi theo tôi nè. Ok. Quất chê.
tránh xa bố ra. Giờ bố không có ngán đứa nào hết. Là ba quả tiếng bò nổ lưng chiếc xe tăng. Ông để yên nha. Vãi ông bay lên nóc nhà luôn á. Đang nó đâu rồi? Mấy chừng lại nó nói chuyện rồi. Đạo đậu. Trời ơi, cái ông chạy đá văng vô mặt tôi nè. Này gọi chứ trẻ trâu mốt đi trả thù cũng theo phong cách trẻ trâu. Top the breakdance. Breakdance. À, có rồi. Rồi, nó rồi. What the fuck? Ok, tôi ok. Tôi đi thay đồ của giới thượng lưu nha. Thôi, dẹp cái vụ thay đồ giới thượng lưu đi ha. Đồ bữa nào chết bà ra. Mày thì cảnh sát vẫn còn sống. Tránh ra. Bố phải đi trả thù nha. Trả thù không được rồi. Mở xe tăng. Lát nó xách quân đội ra nói chuyện. Đồ thiệt à. Nó xách gì máy bay ra luôn rồi nè. Đồ nha. Xe con nó nói chuyện với xe này sao. Tôi chán nó luôn rồi. Có đứa nó tắt radar luôn rồi. Bày có thằng người chơi ở đây. Đồ của giới thượng lưu quá đẹp. Đây, giám sao. Fuck, I come for you, bitch. Má vãi nồi. Nó chạy kìa. What the fuck đó. Thằng kia nó off radar rồi. Yeah, không mặc quần luôn. Nó chạy kìa, what the fuck. Không, cặp xe tăng không chứ không kịp hả. Hai thằng chụp hết cái mốt. Ủa nó có 6 nòng luôn rồi. Nghĩ sao vậy cưng? Trời, tôi đứng ngay xe của cảnh sát. Đang cuộc chiến giữa những trẻ trâu. Cứ như Star Wars vậy bạn. Này bắn trên mặt đất rồi, Star Wars. Cuộc chiến trẻ trâu mốt. Nó hồi nhỏ em bắn ta. Nó sao quá. Nó sao quá. Auto aim nhắm tới. Đây, lại cây trẻ trâu. Là nhớ lên đâu, lên nóc nhà hay gì rồi, nó trốn rồi. Không gì đó vô nên chỉnh basic mode đi. Ngoài này đang có chiến sự nữa ba. Trẻ trâu war. Đây được, nhìn được. Này ngon bước ra đây cưng. Lên cái đồ mở sáng này hình lên. Sáng của trong cái tinh lên. Đi. Đi kè chưa? Đồ ai ba? Ông ở đâu? Ông ở đâu? Em lên cũng. Hả gì sao? Ở đây. Thấy ông trường. Ê đứng đó đợi tôi. Tôi chạy tới nè. Một đêm nè.
Má ơi, cái con của tôi màu đỏ chưa? Tôi có đồ của giới thượng lưu. Thôi dẹp dẹp vô đó đi ha. Ông cần... Ông bộ này khác. Không mặc quần thôi. Wow! Không ngay xe cánh thác luôn. Yeah. Má, tao bắn chúng tôi luôn rồi.